Chuyển sang những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, tính đến cuối ngày 12 tháng 9 thì số người chết do động đất ở Maroc đã tăng lên gần 3.000 người, trong khi đó hơn 2.500 người bị thương. Lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót. Và tuy nhiên thì họ cũng thừa nhận rằng cơ hội tìm thấy rất ít ỏi, bởi tại nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhà cửa chủ yếu xây dựng bằng bùn và gạch đã bị đổ sập. Theo đài truyền hình quốc gia Maroc, giới chức nước này cho hay đã có 2.862 người thiệt mạng và 2.562 người bị thương do trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tối 8 tháng 9 tại vùng đồi núi cách thành phố du lịch Marrakech ở quốc gia Bắc Phi này khoảng 72 km về phía tây nam. Động đất san bằng nhiều ngôi làng ở vùng đồi núi, các binh sĩ Maroc đang tích cực cứu hộ với sự hỗ trợ của các nhóm từ Tây Ban Nha, Anh, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng tôi không bao giờ ngừng hy vọng và không bao giờ từ bỏ. Tôi chắc chắn rằng trong những ngày tới sẽ còn nhiều người được cứu. Có thể vẫn còn người bị mắc kẹt trong các khoảng trống giữa các khối bê tông. Một số bệnh viện trong khu vực bị thiệt hại trong trận động đất khiến các bác sĩ phải điều trị cho hàng ngàn người bị thương trong các trung tâm y tế dã chiến. Họ được các bác sĩ từ những thành phố lớn hơn hỗ trợ nhưng vẫn thiếu nguồn lực. Các quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết thảm họa ảnh hưởng hơn 300.000 người, vô số người trở thành vô gia cư, trong khi chính phủ lập nên nhiều lều tạm cư và cung cấp chăn, thực phẩm và nước. Tuy nhiên, nhiều người cho biết họ vẫn thiếu sự hỗ trợ. Quân đội Maroc hiện đang tăng viện trợ cho các đội nhóm tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nước uống và phân phát thực phẩm, lều bạt, chăn chiếu cho người dân.